Vâng, tôi hôm nay lại quay giới thiệu đến mọi người hai mẫu âm ly, hai con âm ly cùng hai mẫu cùng một loại là Pioneer 7000, hàng còn đẹp long lanh luôn, bán giá rất mềm cho bác chơi thôi, 3,5 triệu đồng một con. Âm ly đánh một đôi lùm một A hoặc B, nó giống như 7900 A hoặc B. Trên âm ly có chỉnh tông nhạc, ấn vào thì mới chỉnh được bát chép, lao lướt đầy đủ và các đường vàng thanh, nó tia đèn như kiểu 7900 luôn. Cần loa phía trong, hàng bãi nguyên zin luôn, bảo hành chất lượng, bảo hành 2 tuần không cháy nổ, không cháy sò, không cháy nguồn, là bảo hành vô tư. Quay mặt sau, đặc thù dòng Pioneer thì nghe nhạc vàng khỏi bàn, chất lượng âm thanh cực hay luôn, 130W điện 100V. Tất cả những mẫu âm ly tôi bán 99% điện 100V các bác nhé. Trở kháng đâu, trở kháng loa là từ 6 đến 16 ohm một loa. Mở nhạc to mời các bác nghe. Con âm ly chạy 4 con sò than, nó có đèn tia rất đẹp luôn, 3,5 triệu một con. Đang đánh loa rất to kìa nha. Vui trôi qua mất rồi. Đặc thù dòng Pioneer thì tép rất nhiều, rất hay, nghe nhạc vàng. Cây bên đường che nắng ban trưa. Này con đường dẫn vào sông ra tấm chân mưa. Mai chiều khi ông thơ. Và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm. Chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông, khách hàng có thể đến tận nơi xem hàng hoặc đặt cọc 1 triệu tôi gửi hàng đi qua dịch vụ tiếp theo. Và âm ly này nó là dài 42 cm mặt tiền, còn bề cao chắc tầm 8 cm gì đấy. Đoán thế thôi, tôi cũng đo rõ đâu, nhưng 42 mặt tiền là chắc chắn luôn. Thì Pioneer nó như vậy.